Em xin chào cả nhà. Chào ông chú. Hôm nay em sẽ gói bánh tét. Em gói bánh tét. Em có chuẩn bị cái này là nếp nè, nếp lát em đi rút. Còn với em gói như là nhân đậu. Đậu em đổ đậu em ngâm. Chuối rồi mình chặt lá chuối mình mua thêm lá chuối mình nấu gói nhân chuối luôn ha. Em đổ đậu em ngâm. Ngâm đi mình đi gọc lá chuối. Ngâm rồi cái lá cái em rút rồi cái em mới để lên em nấu đậu. Em ngâm để vô tí xíu muối đi. Cái mình đi xả rồi mình nấu. Rồi giờ mình đi gọc lá chuối mà. Đi gọc lá chuối. Mời cả nhà đi gọc lá chuối với gia đình em nha. Ê, giờ thấy em đi gút nếp luôn, gút nếp rồi mình thấy dọc quá anh ơi. Ừ, đấy lấy đồng bạn đẩy lại cái đậu rồi được. Nhà em đi gọc lá về gói bánh luôn cả nhà. Ủa nhà, nay em gút nếp cả nhà ơi. Cầm thấy đàng hoàng con để nó gắt lá mình không có gói được. Rất nguyên ha. Có bự không? Thấy vậy đó, anh thấy vậy đó. Đó. Tiếp chụp rồi, đây chính là banana tiêu. Thấy luôn. Rồi lá bự quá nè. Ừ. Ừ, lá đó. Lá chuối ngon quá à, nó không có gách nữa nè, lá bự nữa. Chừng gách nữa con. Lấy đi Thành, hồi mình lấy cái cọng đó con, cái cọng nên mình chẻ ra mình làm dây. Mình xuống hả? Ừ. Con để đại đó thôi, không được nó Thành, cho nó nắng đó con. Vậy như đủ rồi anh ơi. Lá chuối em hơi nó cũng héo rồi. Giờ em đem vô em gọt ra. Mình xé. Gọt cái chuối là bánh tét mà. Ừ, để gọt. Gọt ra cái hồi mình xé mình lau lại. Mình lau rồi mình nướng ra. Gọt. Nhẹ nhẹ thôi, để nó gắt. Cái mẹ lấy cái cây này. Để mình dây vô. Nhẹ nhẹ ha. Cọc xong rồi giờ em lấy cái cọng em chẻ làm dây hồi cọc luôn.
đậu em ngâm. Hết giờ giờ em đi rút em nấu em làm nha. Đậu em cũng rút rồi, giờ em ra dùm lửa em nấu đậu. Lửa cũng cháy rồi, em bắt nồi đậu lên. Vậy anh nào vừa nha. Vậy anh nào vừa nên em bắt đầu anh nào vừa đi. Ừ. Em để chút xíu muối vô đậu em nấu. Nửa muỗng muối thôi. Rồi em chọn lá cẩm vô nếp luôn nha. Lá cẩm lúc nãy em cũng hái em nấu nước ra. Rồi em để lá cẩm vô. Đừng đi. Cái công đoạn gói bánh cả nhà. Mình xuống nè. Cái gì? 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 Cái mình gói đậu với chuối á. Với mình tận dụng dây chuối mình gói luôn chứ không có trẻ dây lát mình gói bằng dây chuối cộng chuối á. Số lượng ít mà bự ha. Đây à. Chưa soi hùng à. Nếu bà cô chú có xem video thì xin chào để con hôm nay một đăng ký con cảm ơn bà cô nấu thì tới tối luôn rồi ha. Mình té còn nấu hồi chiều bây giờ coi cái chín chưa cả nhà. Tại nó trễ quá. À, thấy nó cạn nước mấy thằng nước á anh em cho như mấy thằng nước. Mà chú ăn bánh két. Dạ, chứ mà chú bánh két. Giờ mình vớt ra. Vớt thử đoạn cắt cả nhà. Cha giá thử đầu bánh tét nhìn chú biết không nè. Ok mình giá thử. Ổn quá rồi. Đây là bánh tét. Đây giá rồi. À đây có hồ. Đây giá rồi. Nấu cái tối luôn con. Tối gì? Lắc ra. Chiều mình không có cục quay nè. Nhấc xuống nè, không có, mình cắt thử rồi. Thử rồi chín chưa? Ngu quá. À, giờ mình cắt thử. Chín là chín rồi, cỡ giờ em nhấc ra. Mình vớt ra, mình bỏ vô thùng nước ha. Rồi vớt rồi đúng đụng nước cái cho nó. Ngồi. Ủa, nó đồng, nó tới nó dai. Rồi cái đèn tới nó bự nè. Rồi gan. Rồi á. Đừng dính xuống. Quá trời, đòn này nha. Quá trời, nóng. Ừ. Tết này không cầm cái tay không giáp nè. Rồi xong rồi. Để chấm thắt có nhà xem. Mình ăn rồi. Xong có nhà. Đây, em cũng mới vớt vô xong rồi.
rác không? Đẹp quá ha. Xong rồi em cũng vớt cho giờ em cắt dọn rửa mà vớt nặng ăn luôn cả nhà. Đây, nó tối ngày như này. Đây nè, màu tím rất đẹp. Nhà mày ngon hay hơn. Nè, giỏi. Tự thi nói không?
Thì nói sao? Mẹ con cá. Mẹ con hả? Con hả? Ừ. Mẹ con cá. Ừ. Lại con đó. Đây con đấy. Vậy? Mẹ con cá. Ừ. Cá con cá. Mấy con no hả? Cá con cá. Như mình nấu mình là nấu không trễ, nấu tới tối rồi nha. Mẹ con cá. Mấy tiếng ngủ nó nói là cũng lâu tiếng nữa. Thi con cá. Nó nhiều quá à. Mời video của em tới đây cũng xin kết thúc cùng cả nhà. Mong cả nhà thương ủng hộ cho hai chồng em, cho hai chồng em một like và một đăng ký để hai chồng em có động lực làm những video tiếp theo. Bye.